Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh đang cập nhật tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại cái mộ Vũ Linh, thì cảm thấy giờ có rất là nhiều bà con ngày này cũng đến viếng mộ của chú nào quý cô chú anh chị, nhưng mà do nhạc lớn quá Duy Minh phải là lùi ra nơi đây rất là xa để là chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem, chứ là không thể nào mà vô đó quay cận cảnh được quý cô chú anh chị, tại vì do dính bản quyền của nhạc á, cho nên là mình không thể nào mà vô trong đó mà chia sẻ cận cảnh, có thể là đứng ngoài đây và ngoài dâm nghệ sĩ ha. Cái nghệ sĩ chị áo đen nghệ sĩ gì anh? Nghệ sĩ cải lương. Nghệ sĩ cải lương hả? Nãy giờ đứng từ sáng tới giờ mà không chịu về. À. Đứng từ sáng mà mình sáng là từ sáng sớm rồi tới giờ. À. Thì có một khách cho chú. Đúng rồi, chị áo đen đúng không? Chị áo đen đó. Nhưng mà từ sáng giờ không chịu về luôn. À, bây giờ làm sao mà vô quay về chị? Tại vì có nhiều nghệ sĩ quá, mình không có biết tên, nhưng mà mình nói là nghệ sĩ luôn á, hát cải lương, cải lương Hồ Hoàng. À. Mình đứng từ sáng quanh mộ chú, từ sáng tới giờ đó. Có người quý chú kìa. Cho nên là mấy anh em mình phải đi xa vào đây để là chia sẻ và nói vài câu để cho cô chú bác hiểu về cái câu chuyện như thế nào. Chứ ở trên tổng là đâu có quay được quý chú chị. Có gắn camera ở trên luôn. Có gắn camera luôn hả? Rồi hôm sáng em cũng có chia sẻ, có thấy rồi. Đó. Dạ. Bảo vệ ngôi mộ chú Vũ Linh. Dạ. Tại vì tránh những cái hiện tượng xấu. À. Nói chung là vậy. Nhiều YouTuber quá cho nên là một trong thành phần trong một số đó rồi, không biết người nào là kiểu như là có cái ý đầu xấu ha sao á anh. Cho nên là những người xấu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ha. Dạ. Tại vì mình xa càng ngày nhà càng lớn quý chú anh chị ơi. Dạ. Đó, càng ngoài phải đi xa quá. Chắc chỉ mình phải đi qua bên mộ của làm Hải Dương, nói là mộ của Hải Dương là chủ án 6 người quý chú chị vậy. Để chia sẻ cho quý chú anh chị xem và sẽ đạo lại đây nha quý chú anh chị. Mà bà con cô bác đi theo mình. Nói chung là mộ của chú Vũ Linh hiện tại bây giờ á, có những cái thông tin thất thiệt là nói là đang xây, và thật sự là bây giờ là chưa có cái thông tin gì. Đúng rồi, chưa có mộ chú Vũ Linh hết. Đó, cái đó là bên phía người nhà. Đó, khi nào mà người ta xây mộ thì người nhà sẽ công bố ra. Đó là thông tin chính xác nhất. Rất là cảm ơn anh mình ha. Rồi bây giờ là người hâm mộ là vẫn tới viếng, chưa có xây mộ gì hết đó, từ từ đó, cái thông tin đó, thông tin sau mình chưa biết được. Cũng như là nhà nhà nó muốn giữ cái bí mật là giữ cái là chừng nào nó xây mộ, thiết kế xây mộ thì cũng phải là trong một cái quá trình phải thiết kế làm cái mộ như thế nào, đó là bên phía gia đình. Dạ. Cũng như là cái thông tin đó là ta bảo mật á anh. Đúng rồi, thông tin là bí mật, bí mật của gia đình. Cho nên là nhiều bà con hỏi chừng nào xây mộ. Thông tin tại vì theo như mình chia sẻ về những lễ tang đưa về Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương á, thì có những ngôi mộ thậm chí là cả năm luôn mới xây. Nó tùy theo gia đình người ta coi ngày coi giờ, rồi trong gia đình người ta hội ý thiết kế kiểu cách như thế nào. Thì lúc đó người ta mới xây cái ngôi mộ theo cái thiết kế của gia đình. Chứ không phải là muốn xây cái là xây. Rồi, rất cảm ơn mình. Cho nên là cũng phải mất một cái khoảng thời gian. Bây giờ hiện giờ là cũng có mới có chú U Linh về đây nghỉ là mới có như 6 ngày 7 ngày gì đó, một tuần, cũng đã một tuần rồi. Từ khi mà chú mất là hôm nay là cũng là 12 ngày, gần nửa tháng rồi. Đó là hiện tại là bây giờ cũng chưa có xây đâu. Thì nghe phong phanh gia đình bật mí là sẽ thiết kế cho chú U Linh một cái ngôi mộ rất là đặc biệt để mà người hâm mộ tới viếng, có những cái hồi tưởng nhớ tới chú U Linh, một người nghệ sĩ tài hoa. Đó là phải thiết kế ngôi mộ phải nó rất là đẹp cho chú. Đó, nhưng mà hiện tại bây giờ là về cái vấn đề mà thiết kế ngôi mộ như là ngày giờ chính xác để bảo mật lại ha, là vẫn chưa có thông tin gì hết. Rồi bảo mật đó, tôi rất cảm ơn anh Minh đã chia sẻ ha. Vâng, bây giờ thì chị Minh sẽ xin mời quý cô chú anh chị theo chân mình để đến cái ngôi mộ vụ án Hải Dương 6 người thiệt mạng. Đó. Thì mời quý chú chị theo chân mình ha. Vâng, vì mình vlog cũng đã đến cái ngôi mộ 6 người, khu mộ 6 người vụ Nguyễn Hải Dương. Đó. Cái này ngay cạnh
giác anh thấy là nó rất là rung người anh, giận người hết, nó lạnh nha. Sau một bên mộ của chú Linh đó thì mình thấy là đâu có cảm giác gì đâu hết anh. Đây là cái chú gì, năm nay gì đâu mà ở đây có hương không ta, có hương không? À, mình hay là mình thắp một nén hương cho à, anh vô anh đại diện thắp hương luôn ha, đưa em cầm máy cho của chú chị. Tại trước khi á đến đây quay thì mình cũng xin phép và cái chủ nhân ở cái nơi này cũng như khán giái thủ hàng thổ địa đất đai Dương Trạch thằng hoàng bổng cảnh Long Thần Pháp ở đây cũng gia hộ cho những anh em con quay ở chia sẻ về cái hình ảnh ở đây về 6 người một gia đình của mạng Hải Dương của chúng chị sát hại một gia đình 6 người. Thì anh Đặng này đang thắp hương với chúng chị. Xong mà anh đốt hấp cho mỗi người một cây ở bên đây luôn anh Đặng. Dành một phút im lặng để cho ảnh cúng heo với chúng chị. Cúng xong rồi mình sẽ chia sẻ thêm nha. Ở đây thì lúc nào cũng bắt kinh cho quý chúng chị. Trong khu vực này là bắt kinh 24/24 luôn. Ở đây nói chung là anh em mình cũng tránh đọc cái tên ha. Tại vì khi vô mộ của gia đình có người nào đó mình là đừng đọc đủ họ tên, mình nói tên thôi được. Nói tên thôi, đừng đọc tên ha. Đừng đọc tờ cái họ ha, nên tránh ảnh hưởng đến người mắt đâu của chương trình. Này là em Quốc Anh. Lâu này cái vụ này cũng lâu rồi ha quý chủ anh chị, thì hôm nay cũng có dịp viếng mộ của chú nghệ sĩ ưu tú Du Linh, thì sẵn đây qua đây để quay cái nơi này cho quý cô chú anh chị biết đến. Ở đây như có cả cái hồ nuôi cá đó anh. À, cái này là cái hồ non bộ. Hồ non bộ. Này. Nhưng mà ở đây người ta có nuôi cá trong đây luôn. Trong hồ này có cá nè. Rồi. Giờ đó nè, tôi có xem qua báo. Đóng cửa lại đó. Có gì ra. Trong đó thì mình hỏi giới thiệu luôn đó đi. Ở đây nè, đây là mẹ của tôi. Đây là người mẹ. Bà Nga với ông Mỹ là hai vợ chồng. Hai chồng. Là hai doanh nhân thành đạt của đất Bình Phước. Ông Mỹ thì rất là nổi tiếng luôn. Thời đó ông là một doanh nhân thành đạt, ông rất là nổi tiếng thời đó nha. Báo chí rồi cũng đưa tin về ông rất nhiều và ông bà sống rất là nhân từ và phúc hậu. Đó là ông Mỹ và bà Nga đây, tức là cha mẹ của anh ơi, Linh. Em nhớ không quên. Em nhớ không quên. Dạ đâu rồi. Ờ, nhớ đó là cha mẹ của bé Linh. Bé Linh là anh nhớ nhất tên cái gì? Ờ nhớ. Đâu mình nói tên mình đọc không đọc kỹ họ tên. Này. Cha mẹ của bé Linh. Bé Linh đây là ở với lại người yêu. Yêu. Người yêu của là Nguyễn Hải Dương của chú anh chị. Đó. Tôi là người em. Đây là Quốc Anh. Là Quốc Anh là
Thủ Như, Thủ Như với lại Minh Mỹ. Thì Mỹ. Cái vụ này á, cái lúc mà lúc đầu tiên mà khi mà Hải Dương á rủ cái anh bạn của là hai người lẫn hai người, thì những hai anh bạn của Hải Dương á, thì với cái lý do là không phải là đến để là làm chuyện đó, làm chuyện đó mà cũng như là nói gạt hai người bạn luôn. Theo như báo chí thì có cái tin là như là hai người bạn bị gạt luôn, bị gài vô luôn. Đó là hai người bạn bị gài, rồi khi mà tới đó là coi như là đứa bé nào mà ra mở cửa đó là hạ đứa đó trước. Rồi trong đó có một người á, là đi ba người nhưng mà một người đó thấy vậy nó mới bỏ về. Nếu mà eo như em nhớ không lầm á, là khi mà quen á, hồi lúc trước quen á, rồi do cái anh này là anh Dương này anh nổ, ảnh là cũng như là có nhà gia đình cũng khá, có lô cao su này kia đồ, anh nổ lắm đó. Sau này mới bởi ra là không biết một cái lý do gì đó, bà con có thể tìm trên các trang mạng ha. Không, thì, như vậy nè, không phải là ảnh nổ mà là ảnh là hồi lúc về ở chung với bé Linh, gia đình bé Linh á, thì gia đình bé Linh rất thương, là cấp cho ảnh là cho ảnh xe đồ này kia ảnh đi luôn. Rồi xong xuôi á, ảnh thì ảnh phá, có nghĩa là ảnh ăn chơi, anh phá với ảnh nổ với người ta, ảnh nổ với người ta là ảnh nó có giường lô cao su luôn. Xong đó là gia đình không biết cục kịch sao đó mà ảnh phá ra, cho nên là mà cha của là với cha của bé Linh là cấm nữa, không có cho quen nữa, thì ảnh mới tìm không, cách không phải là cấm mà là cha mẹ của bé Linh mới là phân tích cho, khi bé Linh lại phân tích cho bé Linh hiểu là cái tánh nó vậy là không có được, cũng như là cấm không. Là coi như là kêu bé Linh nó là suy nghĩ lại, chứ cái tánh nó là không được, cho nên nó là bé Linh mới quyết định chia tay. Đúng rồi. Thì khi mà chia tay á, thì lúc đó là nó mới là ôm hận, giống như là bây giờ mình đang là một hoàng tử, đúng không, đang là một phò mã đó, mà bây giờ tụt xuống á thì sao, thì anh cứ nói đi. Anh em mình đi lui cái này tí. Đang là một phò mã mà bây giờ đó, tụt xuống đó, thành một kẻ ăn mày, cho nên là ảnh ôm hận. Rồi sau đó là em nhớ là đọc trên một cái tờ báo là nói là khi mà cấm cản như vậy đó, thì lúc đầu đó, phải là bấm cái chuông một cái là người nhà ra sẽ đón liền. Vô sau này đó, là xảy ra sự việc như vậy đó, khi là lỡ bấm chuông là người nhà không mở luôn đó. Rồi ảnh mới ôm hận trong lòng, rồi ảnh biết là cái người nào mà thích con gà, anh thích chơi gà là chắc cháu á, cháu cái người mở cửa phải không, cháu á là như thích con gà đá đó, là mới khi mà bấm chuông á là mới dụ, biết thằng này mê con gà đá cho nên là dụ con gà đá, nói là kêu mở cửa cho con gà đá. Đã đời ấy, là lúc đầu cho con gà đá xong á, là thằng cháu này á, là cũng như không có cho vô luôn, nhưng mà anh dùng các cái thủ đoạn gì đó để là cố tình mà vô, mà xong rồi anh xử luôn, anh xử thằng cháu này trước tại chỗ luôn, tại cửa luôn. Phải nói là mình nghĩ phải nói là ác ha, còn hơn trong phim nữa. Đúng không, quá ác, quá đúng là thiệt tình. Cái vụ này là chấn động cả đất nước cái thời đó, mà cả nước ngoài luôn anh. Cách đây 8 năm về trước, nhưng mà trong 6 người đó, trong gia đình tới 7 người nữa, em cảm thấy nó rùng người, nó lăn lên tới đầu luôn rồi đó. Rùng mình đó hả? Cậu ta thì 6 người lận, bà trong nhà 7 người, nhưng mà 6 người ra đi. Thì còn lại chỉ có là một đứa bé là mấy tháng tuổi thời đó đó. Nhưng mà có nhiều cái tin đồn đoán rằng cái đứa bé đó chính là con của bé Linh với nó, chơi Hải Dương. Có tin đồn vậy, nhưng mà mình nghĩ là không biết là nó có chính xác hay là không, nhưng mà có nghe là cái tin đồn là như vậy. Nhưng giờ bé đó là giờ sao anh? Có bé đó thì tin tức gì thêm chia sẻ cho bà con thôi. Không, bây giờ cái tung tích của đứa bé đó thì mình chưa biết, nhưng mà theo như tôi nghĩ thì chắc có lẽ bà con dòng họ người ta nuôi. Đúng rồi. Hoặc là được nhà nước người ta bảo hộ. Em nghĩ là được bà con dòng họ ta nuôi đó. Thứ nhất là nuôi, với lại được nhà nước người ta bảo hộ nữa, chứ không bảo hộ thì
thì mình nói tới đây thì đủ hiểu rồi. Rồi. Ha. Chấm chấm nó thì khó quá, bỏ qua ha bà con. Bỏ qua đi. Nhiều khi câu chuyện nó sâu quá cũng không nên. Hay. Đó. Mà đặc biệt có một cái anh nhìn những cái ảnh của những người đi, những em còn ngây thơ nè, khuôn mặt rất là như cô chú thì nhìn thấy phúc hậu đúng không? Đúng rồi. Rồi à, bé Linh thì nhìn thấy rất là hiền và dễ thương. Bởi vì phải nói luôn, hồng nhan bạc phận đúng không anh? Đúng rồi. Phải nói là mà phải chi là nghèo khổ không nói là đại gia, con đại gia nữa. Phải nói là sống cả đời ăn hưởng của cải tài sản làm sao mà hết được. Đúng rồi. Mà chắc là do kiếp trước hình như là nợ cái ông này á sao không? Đúng không anh? Đó là mình nói vui thôi nghe quý chú anh chị. Đó. Nợ cái ông này hay sao đó, mình trả ổng. Chứ cái thời này là lên phải trả lại rồi. Đúng rồi. Cũng rất là thương ha. À. Nói chung á, thôi em nói là em giỡn ốc hết trơn. Cái tên Nguyễn Hải Dương này á, là cái tên này nó giống như là một cái tên sát thủ táo lạnh. Đúng rồi. Nghĩ còn... sao á mà nó nghe mình nghe nói thôi là nó hạ được, nó hạ hết có nghĩa là năm người kia ha, nó hạ xong rồi. Rồi bắt đầu mới tới bé Linh. Bé Linh thì nó vô nó ngồi nói chuyện với bé Linh một hồi. Theo như cái lời khai của nó đó. Nó nói chuyện một hồi rồi bắt đầu lúc đó nó mới ra tay. Cũng như lúc đó cũng còn thương mà vừa thương mà vừa hận. Vừa thương mà vừa hận, với lại bây giờ đã hạ năm người kia rồi thì bây giờ con bé Linh mà sống nữa thì cũng không được, cho nên nó quyết định nó là phải làm luôn. Đó. Mà đặc biệt có cái là những cái lời khai mà anh có nắm được là cái lúc mà lời khai mà đang nói chuyện với bé Linh là như thế nào không anh? Không không, cái đó thì cái đó thì mình đọc báo, người ta chỉ có nói là nói như vậy, tóm tắt thôi. Là như vậy không à. Còn cái lời khai là người ta giữ lại à, rồi, cũng như rồi. Là cái tin mặt đúng rồi, cái đó là cái mặt chứ người ta không có công khai đó là em ở thắc mắc ở cái chỗ đó đó. Mình không thể nào mà mình công khai ra được, nhà nước cho đâu có công khai. Đúng rồi, cái mặt để người ta điều tra hả anh? Đúng rồi. Nhiều khi người ta phải điều tra ra còn những cái nghi phạm nào liên quan đến ai nữa. Thì bởi vì mới sau này mới lòi ra thêm những cái nghi phạm nữa đó. Mới đầu là lòi ra một người đúng không? Xong rồi mới lòi ra thêm người nữa. Mà có cái đáng buồn, rất đáng buồn ở đây là hai người bạn ha. Tại vì khi mà mình đi rồi lại rủ thêm hai người bạn, đúng là chơi tốt với bạn cũng khổ mình ha. Nhưng mà hai người bạn đó thì tôi nghĩ chắc cũng nói chung là chắc cũng cái dạng là cờ bạc giống như thì cũng chung là thì, khó quá cho qua đi bạn bè mà phải cho nên là nó cũng mà khó để nói lắm anh ơi. Nhưng mà khó lắm để nói. Nói sâu quá thì cũng được, cũng sâu quá bà con người ta lại nói anh em mình soi mói nữa. Nhưng mà khi mà mình lại quay mình chia sẻ mình phải nói về cái câu chuyện đúng không anh? Đúng rồi. Di chuyện cho bà con tham khảo vậy thôi chứ không có muốn là soi mói bất kỳ ai cho nghe quý cô chú anh chị. Đó, và rồi thì thôi bây giờ cái video của anh em mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Vâng thì chắc với Minh với Thông Đặng chắc phải kết thúc tại đây để là hành trình qua bên màu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa quý chú anh chị chia sẻ cho quý cô chú anh chị tiếp tục ha, cập nhật liên tục cho quý chú anh chị xem. Thì ở đây có rất là nhiều những cái ngôi mộ của đại gia luôn quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh sẽ là vừa là cập nhật của chú Vũ Linh và sẵn thời gian có cái thời gian rồi đi qua những ngôi mộ mà mấy chục tỷ luôn quý cô chú anh chị. Vâng thì Duy Minh cũng xin kết thúc, nếu thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký để ủng hộ kênh nha quý cô chú anh chị. Thì cuối video xin chúc quý cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe ha, an lành luôn gia đình của mình.